Hey, xin chào tất cả người và xin chúc anh em có buổi sáng thật là vui vẻ. Hôm nay thì mình sẽ review qua cho anh em bộ trang phục mới nhất của Bình Tường Ari. Ari quái xế công nghệ, anh em thì nhìn thấy qua, màu hồng rất là đẹp. Trời ơi, to dã man anh em ơi. Đây là bộ trang phục cực kỳ to của Bình Tường Ari nha. Và cũng như là một cái thân hình mảnh khảnh Ari chúng ta đeo cặp kính rất sexy. Ok, mình sẽ review qua cho anh em. Trong một trận đấu thì Ari chúng ta có một cái mái tóc rất là dài màu xanh và cũng như là một cái thân hình rất là mảnh khảnh, thân hình gầy gò, ốm yếu. Nhưng mà nhìn thế thôi, vì thứ này rất là khỏe anh em ơi. Bộ trang phục này anh em sẽ có thể nhận hoàn toàn miễn phí ở trong cái sự kiện 29 tháng 7, một trong những cái sự kiện lớn nhất của Liên Global. Anh em có thể quay từ bây giờ đến ngày 29, anh em có thể anh em có thể nhận được cái bộ trang phục này hoàn toàn miễn phí nha. Nói chung thì không phải là chỉ bộ trang phục này đâu, còn rất là nhiều các bộ trang phục khác. Bây giờ mình có thể review qua cho anh em một lần thôi. Và trang bị cho vị tướng này thì mình sẽ không để lại trong clip. Cái gì mà cam thì cái gì mà cam, trời ơi Zuka, bạn hổ báo quá, chết này. Trời ơi, sống sao, một xíu nữa thôi. Rồi. Zuka chạy mất rồi anh em ơi. Zuka chạy mất tiêu rồi, không dám solo với mình luôn, nhưng mà có lẽ là chắc mình cũng không dám băng trụ đâu. Với cái lượng máu như thế này, Zuka thì cũng mang phép bổ trợ bộc phá. Đấy, bộc phá cũng như ai thì solo có vẻ là hơi bị căng. Nhưng mà thật ra thì Zuka máu giấy mà. Mình nếu mà nhây lên chút nữa thì mình ăn được thanh niên đó. Anh em thể nhìn thấy qua đây, bộ trang phục rất đẹp nha. Thật sự thì thay đổi về ngoại hình, nhìn sexy hơn, nhìn to hơn, nhìn quyến rũ hơn. Không thể chê được cái bộ trang phục này. Ok, hiện tại thì mình sẽ test nhanh cho anh em qua bộ trang phục này thôi. Trang bị thì mình sẽ không để lại trong clip. Căn bản review trang phục mà, anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp luôn đúng không? Chắc chắn anh em là bộ trang phục này không có hiệu miễn về rồi. Không có hiệu miễn về rồi anh em ơi. Tại vì là bộ trang phục nói chung thì hàng miễn phí. Hàng miễn phí, được cái đồ miễn phí là đã hạnh phúc lắm rồi anh em ơi. Chứ còn anh em còn đòi hỏi cái gì nữa, đòi hỏi hiệu ứng đẹp hay là hiệu ứng biến về. Ok, mình sẽ đứng đây và chờ đợi xem nào Zuka, người ta gọi là bắt bài. Hiện tại đang có Zuka và Thỏ Slim nha. Các bạn dạ ra chỗ rơi đi. Rồi, ra rồi anh em ơi. Mình chưa level 4, mà cố gắng đợi một xíu lên level 4 chúng ta sẽ combat luôn nha. Hiện tại level 3 thôi, team mình đang ăn rồng, chắc là kịp level 4 đấy. Level 4 luôn, đẹp quá. Ok, mình sẽ lao vào sử dụng chiêu cuối nha. Chiêu cuối, hai người một bạn, tiếp tục một bạn nữa nha, một bạn nữa này. Trời ơi, một bạn phối hợp rất là đẹp giữa mình với cả The Flash, anh em thấy nhìn thấy rất là tuyệt vời luôn, quá tuyệt vời. Hai mạng hạ gục và hiện tại mình có hai mạng này thì mình sẽ có trang bị cũng như là sẽ có thể đè được lên vị tướng gấu đấy, gấu Zuka đấy. Cố gắng mình sẽ đẩy trụ thật là nhanh nhá. Căn bản hiện tại đang là đêm mà, mình review nhanh cho anh em rồi làm clip rồi sáng dậy đăng clip cho anh em. Hy vọng rằng anh em đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh. Đấy, công sức của mình review bộ trang phục này để anh em có thể theo dõi được. Rồi, lại gấu Zuka, chiêu cuối lại hồi. Ok, chiêu cuối, bà này làm sao nhở? Húng thế nhở, không hiểu tại sao, như kiểu anh em thấy nhìn thấy, như kiểu nhìn thấy trang phục đẹp hay nhìn thấy gái xinh thì phải. Đấy, cứ nhìn thấy tôi là lao vào như đúng rồi ấy. Trời đất ơi, không thể tin nổi, Zuka ơi là Zuka. Bạn đừng có hổ báo như thế chứ. Đừng có hổ báo như thế chứ. Và tốt nhất là mình đã khuyên anh em rồi, mình đã làm clip cho anh em rồi. Không thể quên đăng nhập vào ngày 29 tháng 7 nha. Trong ngày 29 tháng 7 anh em có thể nhận được tướng miễn phí và cũng như là đổi quà những trang phục miễn phí. Cộng với rất là nhiều những cái phần quà nữa. Đấy là mình đã giới thiệu cho anh em rồi, cũng như là các YouTuber khác. Đấy, bạn lại hổ báo, lại chiêu cuối hồi. Mình không hiểu. Mỗi lần Zuka lao lên là mình lại có chiêu cuối. Anh em thể nhìn thấy là chiêu cuối rất là đẹp. Kèm theo là mình đã hạ gục được 3 mạng con Zuka rồi. Gấu ơi là gấu, không hiểu gấu làm cái gì nữa. Trận này hiến mạng cho gái xinh à? Chắc là có lẽ là mặc cái bộ trang phục này sexy quá đấy phải. Và cũng như là bộ trang phục này rất là xì tin của vị tướng Ari. Anh em thể nhìn thấy Ari chúng ta đeo một cặp kính rất là xinh. Cuối game thì mình sẽ phóng to cho anh em xem qua về cái ngoại hình trong trận đấu rõ hơn nha. Bây giờ thì cho anh em nhìn cái góc xa. Ui thôi mất rồi. Trời ơi, cơ hội quá. Cái thanh niên Thỏ Slim kia cơ hội dã man anh em ơi. Tranh thủ mình đang cướp bùa mà lao ra ném giáo như đúng rồi đó. Và rất là may mắn khi mà mình đã được trải nghiệm qua bộ trang phục Ari quái xế công nghệ. Đó, rất là tuyệt vời, hiện tại đang là phiên bản chính thức Liên Global Việt Nam anh em ơi.
rồi giờ flash. Đây núp núp bụi này, hình như gấu trong bụi đây anh em ơi. Đây đây thì biết ngay mà. Ui leo vào 5 kìa. Trời, có nên băng trụ không nhờ, mình đang phân vân leo vào 6 rồi kìa. Ui máu tiến đấy. Thanh niên này vẫn chưa hết hổ báo anh em ơi. Thôi rồi mình chạy đây. Giờ flash rồi mạng rồi. Mình không ngờ là Zuka đến thời điểm tại thoạt đến thế. Đấy anh em thấy chưa, trang phục đẹp một khác mà Zuka chỉ cắm đầu cắm mũi vào thôi, không thể tin nổi. 402 rồi, hiện tại mình rất là xanh và tin bạn anh em thấy nhìn thấy mới ăn được một mạng thôi kìa. Mới được một mạng vinh dự thôi, có lẽ là lép vế hoàn toàn. Trời đất ơi, một đội hình trôn. Trong trận đấu này mình đánh thường nha anh em ơi, mình không đấu hạng. Căn bản là làm clip đấu hạng chắc gì được chọn mình tiếng Ari. Nó phải phụ thuộc vào trận đấu, thế là mình review qua một trận đấu thường cho em bộ trang phục mới. Thường thường những bộ trang phục mới thì mình hay làm thế. Chứ còn nếu mà nó ra mắt lâu lâu rồi mình cũng vào đấu hạng cho anh em xem luôn. Chứ còn mình cũng không thích làm cái clip đấu thường đâu. Còn mà đấu thường thì đánh cũng rất là nhàn chán. Anh em thì nhìn đấy, đánh rất là dễ dàng luôn. Trời ơi, lại đánh nhau này. Ok, mình sẽ cố gắng lao vào nha. Rồi, ôi thêm đóng băng thế này. Ok, lao vào chung cuối, thôi xịt rồi. Nhỏ dã man. Xịt rồi anh em ơi. Cái trước đây mình cứ nghĩ là bộ trang phục này mất tích của Liên Cầu Bay cơ. Tại vì là nó ra mắt bên bản thử nghiệm. Xong rồi khá là lâu, đợi rất là lâu. Bộ trang phục này không có động tĩnh gì. Mà rất là nhiều bộ trang phục khác đã ra mắt rồi. Cùng thời điểm với Ari. Bộ trang cùng thời điểm với Quái Xế Công Nghệ. Đó, mình không ngờ là đến thời điểm tại nó mới tung ra được cái bộ trang phục này. Nhưng mà vào đúng sự kiện 29 tháng 7 anh em đổi qua nhá. Đấy, nói chung thì fan của Ari không nên bỏ qua. Hiện tại vị tướng Ari chúng ta có rất là nhiều bộ trang phục rồi. Kể cả bộ trang phục mặc định mình tính không nhầm thì rất là nhiều anh em ơi. Cực kỳ nhiều, thêm cả bộ trang phục này nữa. Ok, rơi quỷ này. Đến thời điểm hiện tại là mình không nhìn thấy Zuka đâu anh em ơi. Không nhìn thấy Zuka đâu nữa rồi. Trời ơi, gấu ơi, bỏ trụy đi đâu rồi? Gấu ơi là gấu đấy đấy, thanh niên đi ngoại tình à? Đi ngoại tình cái gì vậy? Đi với điêu thuyền à? Không ổn, không ổn rồi. Một là một dạ, yêu ai quá khó phải không? Trời ơi Zuka ơi, có vẻ là yêu mình quá khó thì phải. Solo với mình mà anh ngờ, đây 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 rồi. Cuộc tình đã quay trở lại này thì thôi, sao. Cái này định lắp bẫy bùa vả để chơi mình đấy anh em ơi. Bùa ngải để chơi mình đấy. Nhưng mà mình có thể chạy được thoát thành công vừa xong thì ui. Gọi cả thêm cả Van Hên nữa, Van Hên cũng phải lên được số rồi. Và trong trận đấu này, nhân tiện bộ trang phục đẹp như thế này, mình sẽ cố gắng giữ gìn trinh tiết để có thể là để có thể giữ vào cái đêm tân hôn anh em ơi. Chứ còn bây giờ mà mất thì mất luôn đấy. Cố gắng thôi, đánh không để chết mà một mạng là nha. Giờ flash rất là nhanh, huyền thoại rồi. Ok, các bạn đánh nhau không để trụ à? Chán nhở? Vào ép trụ đi chứ, ép trụ để thắng thôi chứ. Rồi xong, lướt thôi anh em ơi, mình ném xịt rồi. Dù sao thì đây là cũng là một trong những bộ trang phục mặc đẹp. Mình cũng khẳng định là đẹp, nhưng mà anh em đừng có đòi hỏi quá. Tại vì đây là bộ trang phục tặng free mà. Nếu mà anh em làm nhiệm vụ thành công thì tặng free nhá. Chứ còn đã đồ tặng rồi thì anh em biết làm gì có chuyện đẹp bao giờ. Đồ tặng thì làm gì có chuyện có hiệu ứng bao giờ. Chứ đẹp thì vẫn đẹp. Đấy, mình nói là đẹp vẫn đẹp nhưng mà hiệu ứng thì không nên chê. Ok, tiếp tục mình sẽ lướt vào. Ôi thôi, ăn choáng rồi. Lướt vào chiêu cuối đẹp quá, giữ được 4 người. Anh em thấy nhìn thấy lượng lớp giáp của mình rất là dày luôn. Khi mà chiêu cuối trúng được 4 người thì cái lượng lớp giáp của vị tướng Ari chúng ta nhân lên gấp 4 lần. Đấy, mỗi một vị tướng đều nhân lên một lần thì cái lượng lớp giáp rất là nhiều. Vừa xong thì suýt chút nữa thôi, gần như là quét sạch team bạn. Nhưng mà thiếu phần may mắn, lượng sát thương không được nhiều. Đấy, ta gọi là dựa vào phần may mắn nữa anh em ơi. Hiện tại là 5 mạng cùng rồi nha. Mình sẽ cố gắng đi KS của đồng đội. KS của đồng đội, ăn thật lắm mạng. Nhưng mà nếu mà nói về cái bộ trang phục của vị tướng Ari từ trước tới nay, nếu mà nói về đẹp nhất, theo ý kiến riêng của mình, mỗi người đều có ý kiến thôi. Theo ý kiến riêng của mình đó là Ari Kiyamono, đây là bộ trang phục đẹp nhất của vị tướng Ari. Còn nhiều anh em có ý kiến khác, nhiều bộ trang phục nữa chứ, về vị tướng Ari chứ. Đấy, mỗi người ý kiến riêng thôi, thế nên là anh em không nên tôn trọng những ý kiến đó. Rồi, trang bị tiếp tục mình sẽ lên áo choàng băng giá này. Ari phải lên một chút khống chế.
chiêu cuối khống chế rồi. Mà dù sao những đòn đánh thường của vị tướng này cũng phải cố gắng giữ chân đối phương. Ok, áo trăm băng giá rồi. Đấy, nhiều tiền cũng khác anh em ơi. Dầu khác, Rikkit. Rikkit. Rồi. Thế nên Ari chúng ta đấy, mình farm rất là nhiều để kiếm vàng, sắm cho cái cô nàng này rất là nhiều những trang bị đắt tiền. Đấy, theo phong cách hiện đại bây giờ, phong trào Rikkit đấy. Cẩn thận nha, team bạn thủ trụ rất khó chịu. Anh em thể nhìn thấy Alip team bạn này. Đấy, có cả Alip nữa, thế nên thủ trụ rất là khó chịu luôn đấy. Không sung sướng gì đâu anh em ơi. Để mà băng trụ là một cả vấn đề mà team mình không có đỡ đòn luôn. Mình thì đáng ra nếu mà lên đỡ đòn được, nhưng mà mình thích lên full dam cơ. Đánh căn bản là thử lên full dam sẽ mạnh không, chứ còn lên đỡ đòn nhiều chán lắm rồi. Ari và mở combat tốt, nhưng mà dù sao lên sát thương như thế này, anh em lao vào sử dụng chiêu cuối. Ui, làm gì vậy? Ok, chiêu cuối luôn này, chết luôn bộc phá này, huyền thoại rồi. Người ta tranh thủ cả ép những cái pha như thế, nhưng vừa xong thì mình cũng cứu được vị tướng The Flash rồi. The Flash kiểu một đi không trở lại, bay vào giữa cái chiêu cuối vị tướng Alice, sau rồi bị câm lặng anh em ơi. Rồi chết chắc, kể cả mình chưa có chiêu cuối nhưng áo trang băng giá khả năng khống chế chắc chắn. Rồi lên bàn điểm số, Zuka, mình xin lỗi, Thỏ Slim chết rất là nhanh anh em thể nhìn thấy. Mình kể cả mình không có chiêu cuối luôn. Hiện tại thì 7 mạng, anh em biết là sát thủ 7 mạng thì bắt những vị tướng xạ thủ đơn giản như thế nào. Ok, rất là đơn giản luôn nha. Hiện tại thì Karik-Nak đang ăn kinh công, chắc là có lẽ mình sẽ ra hỗ trợ cho bạn thôi. Ra kinh công là các bạn ơi, để Karik-Nak một mình cô đơn thế. Rồi, 17-3 đánh đấm cái gì đây? Team bạn thua quá rồi. Xong kinh công nha. Chúng ta có kinh công rồi, cố gắng ép trận đấu này kết thúc luôn thôi. Ép hết toàn bộ 3 đường lên. Bây giờ quan trọng là ai mà mở combat. Chứ còn mình lao vào mình chỉ sợ mỗi chiêu cuối Alice thôi. Chưa kịp ấn chiêu cuối mình bị câm lặng, bốc hơi rất là nhanh rồi. Lượng máu thì thấp. Anh em thì nhìn thấy là trang bị thì lên được có hồn chứng choi với cả là giáp hộ ở đâu? Áo choàng thần da, thêm cả áo choàng băng giá. Rồi, giờ flash, đấy một đi không trở lại rồi. Giật lại, thôi biết ngay mà. Ok, mình không cứu kịp những chiêu cuối này. Rồi, lên bàn điểm số, ui đánh thường phát Zuka chết luôn kìa. Thêm cả Moren lên bảng nốt rồi, các bạn ơi, húng quá. Trời ơi, đồng đội tôi hy sinh hết rồi anh em ơi, có mỗi một mình giữ gìn trinh tiết thế này. Đấy, không được lăng nhăng, trong trận đấu này mình đã tự dặn lòng là không được lăng nhăng rồi. Chơi tra phục đẹp kiểu gì kiểu tím bạn cũng muốn chiếm lấy. Ok, bây giờ thì mình tiếp tục sẽ đóng thêm một đồ thủ nữa nha anh em ơi, cho cứng cáp. Một là anh em thể lên áo choàng đâu, mình xin lỗi, giáp thống khổ hoặc là giáp hậu mệnh. Đấy là hai trang bị cuối cùng anh em có thể lựa chọn để có thể lên. Hiện tại chưa full đồ đâu. Đây, bây giờ mình sẽ phóng to cho anh em xem này. Bắt đầu từ bây giờ thì mình sẽ để chế độ gần, camera gần để anh em có thể soi được rõ hơn về cái độ to và độ sexy vì từng Ari quái xế công nghệ. Đấy, anh em thấy nhìn thấy rất là to này, chân dài, quyến rũ. Đấy, bộ tóc dài thướt tha như con ma. Ok, và kèm theo là cặp kính, mà nói chung thì hiện tại thì không thể nhìn thấy cặp kính vì từ Ari được. Căn bản trong trận đấu mà, anh em làm sao có thể nhìn được cái góc nhìn, nó nhìn thẳng, nhìn đối diện. Anh em chỉ có thể nhìn từ trên xuống dưới thôi nhá, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đấy. Phút thứ 13 rồi. Ok, chúng ta combat nào. Đánh lâu la quá, chém gió suốt nãy giờ. Ok, vào, hay quá The Flash ơi. Mình sẽ theo chân The Flash chiêu cuối này. Tuyệt vời, anh em thể nhìn thấy một pha combat siêu phẩm. Trời ơi, double kill. Hiện tại team bạn mất 4 người nha, chỉ cần mỗi mình Ari với cả là The Flash thôi đã có thể hủy diệt được team bạn giữa trong trụ luôn. Anh em thấy nhìn thấy không cần đỡ đòn, chỉ cần lao vào đơn giản đó là chiêu cuối để có thể giữ chân. Và hiện tại thì team bạn đã bị chấm quét sạch rồi, chính thức quét sạch. Mình sẽ kết thúc trận đấu luôn tại đây nha anh em ơi, và hy vọng rằng anh em thích và nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video. Mình sẽ cố gắng review thật là sớm những cái gì ra mắt của Lingo Mobile, kèm theo thông báo cho anh em về những cái sự kiện quan trọng. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Anh em nhớ ấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Và kèm theo là ấn vào hình thông báo kênh để cập nhật những thông báo mới nhất từ kênh YouTube mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Mãi yêu, bye bye.